Hello, xin chào mọi người nhé. Vâng, xin chào tất cả anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác gần xa lại đến với kênh mua bán xe máy Việt Thái trên YouTube. Vâng, thì hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2020. Vâng, cửa hàng xe máy Việt Thái này về được ít xe. Em lại review lên cho mọi người, anh chị em, cô dì, chú bác gần xa tham khảo nhé. Vâng, thì cửa hàng em thì vẫn có trả góp qua ngân hàng, thủ tục chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái. Vâng, hoặc là thẻ tiêu dùng nha mọi người. Thì địa chỉ cửa hàng của em là số nhà 5-3, khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại là 0988 428 669 hoặc 0969 333 777 nha mọi người. Vâng, thì trong thời gian qua thì rất được nhiều anh chị em, cô dì, chú bác gần xa ủng hộ xe máy Việt Thái. Vâng, thì em cũng xin chúc cho mọi người luôn có may mắn và thành công, sức khỏe dồi dào. Vâng, thì em cũng không để cho mọi người chờ lâu. Em sẽ quay cái đường em đang đứng đây cho mọi người cùng xem nhé. Vâng, con đường em đang đứng là thuộc con đường DT743. Vâng, cách vòng xoay An Phú 500m nha mọi người. Đó, vòng xoay An Phú này có cái đèn đỏ ngay đây này. Đó, cách có 500m thôi. Còn nếu như mà anh chị em đi từ trên 550 xuống thì ngay chợ Thông Dụng nhá. Vâng, ngay chợ Thông Dụng hoặc là trạm thu phí An Phú cũ. Vâng, đã dỡ rồi nha mọi người. Vâng, thì em cũng quay sơ lược qua hàng ngoài này cho anh chị em nào mà muốn mua xe rẻ tiền đi làm nhé. Vâng, hai chiếc Coupe 8150 này, rồi ba chiếc Sirius nè. Sirius thì dao động từ 11 năm cho đến 13 năm, 14 tùy theo xe nha. Vâng, hai chiếc WA nè, rồi một chiếc Jupiter này. Đó, ở ngoài này là xe phổ thông nha mọi người. Vâng, giá tầm trên 10 triệu nha. Đó. Vâng, thì hôm nay cửa hàng mình lại về được thêm hai chiếc, ba chiếc xe, một chiếc Raider và một chiếc hai chiếc Raider chứ. Và một chiếc AB. Vâng, đầu tiên mình sẽ quay một chiếc Raider Sunker này. Đó. Raider Sunker nha. Vâng, xe 2015. Vâng, chiếc xe này nói chung là mình cũng xin nói thật anh em là có đi bô xăng lửa nhá. Vâng, đã đi sẵn bô xăng lửa rồi cho anh em mình về đỡ phải đi nhá. Vâng, một chiếc Raider cực đẹp màu xanh. Đó, mình quay chi tiết cho anh em xem. Vâng, chiếc Raider này thì hiện tại cửa hàng mình đang bán cho các bạn là cái giá cực mềm nhá, 23 triệu một chiếc Raider. Vâng, biển số mang 68X142793 nha mọi người. Đó, mình quay chi tiết cho anh em xem nha. Đây là phần đuôi sau nè. Đó. Bánh sau nè. Vâng, xe này thì được đăng ký sản xuất 2015 nha. Vâng, mình để cho các bạn là cái giá 23 triệu cực mềm luôn. Đó, anh em nào đang quan tâm dòng Raider Sunker thì ghé cửa hàng mình tham khảo nha. Vâng, chiếc xe này thì có đi bô xăng lửa rồi. Cho nên là các bạn mua về thì không phải đi nữa nha. Vâng, còn chiếc kế bên là một chiếc Raider FI cuối 2019 nha mọi người. Vâng, mình vừa mua về xong chưa rửa ráy thì nha. Vâng, tất cả đồ zin theo xe còn hết, chiều xe sẽ mang cho mình nha. Vâng, chiếc xe này cũng mang biển số 67D189135 nha mọi người. Vâng, xe này thì mình chưa có rửa ráy gì nha. Vâng, cà vẹt thì màu đỏ đen. Đó. Xe còn khá chi là đẹp. Đó. Mình sẽ rửa ráy lên, mình quay lên cho anh em mình tham khảo nha. Đó, ốc tán này còn rất mới này. Mình
chưa rửa thôi. Vâng, chiếc thứ ba là một chiếc AB nha mọi người. Vâng, AB phiên bản đặc biệt của khóa to. Vâng, 125. Vâng, xe này thành phố Bến Tre nha. Vâng, chiếc xe này em cũng vừa mua về luôn. Xe ngay chủ bao công chứng. Vâng, bên hông này nó có hơi chảy một chút xíu nha. Nếu như anh em nào mà mua gấp thì em không dọn được, nhưng ngày mai em sẽ mang đi bắn tốt lại cho mọi người. Đó, một chiếc xe AB 2015 phiên bản đặc biệt, ổ khóa to. Vâng, xe này mang biển số 71B2-55715 nha mọi người. Đó. Vâng, chiếc xe này thì đang còn bọc keo nguyên con này. Hình thức thì cái cảng nó có hơi chảy nhá. Đó. Áo thì trùm keo. Vâng, mọi người mà mua về lột keo ra này chỉ việc đi thôi nhá. Xe này chính chủ bao công chứng luôn. Vâng, giá mình sẽ để cho các bạn thật hữu nghị nha, 22.500.000 đồng. Vâng, một chiếc AB phiên bản đặc biệt nha mọi người. Vâng, thì bên trong cửa hàng em còn rất nhiều dòng xe. Anh em nào quan tâm xem video thì nhớ bấm kênh đăng ký giùm ủng hộ cho em nhé. Vâng, trong này thì còn đẹp 2010 này, Winner X này, Winner V này, đẹp 150 rất nhiều nhá. Đó, Vario này, rồi AB này. Đó, cho nên là mình sẽ tách ra video, mình làm từng video được một cho mọi người xem. Chứ nếu như mà quay liền một hết một video thì nó cũng hơi nhiều nhá. Vâng, Vision thì giá dao động là từ 20 triệu cho đến 24 triệu. Vâng, đời 2015 cho đến đời 2018-19 đều có nhá. Vâng, trong này thì còn rất nhiều là ví dụ như là Rider FI này, Lovo 4 này, rồi Sachia này, Solix này. Đó. Vâng, Future này, rồi R150 màu cam này, màu đen nhám, màu xanh này. Đó, trong này thì có da lút, tay ga này, đủ các kiểu nha các bạn. Vâng, anh em nào đang quan tâm dòng xe cũ thì ghé cửa hàng xe máy Việt Thái tham khảo nhá. Vâng, đây là cái số điện thoại của mình. Vâng, 0988 428 669 hoặc 0969 333 777 nhá. Vâng, các bạn tìm kiếm xe máy Việt Thái trên trang gót cũng được, hoặc Zalo, Facebook đều có nhá. Vâng, đẹp 150 còn rất nhiều nha mọi người. Đó, đủ các màu, đủ các thể loại cho mọi người lựa chọn nhá. Vâng, xin video của em cũng quay sơ sơ những chiếc xe tại đây mới về. Và ngày mai em lại về được mấy chiếc AB đời mới này, SH này, rồi Vario này. Em sẽ review cho anh em bạn bè mình tham khảo nhá. Vâng, em cũng xin cảm ơn mọi người đã rảnh rỗi quan tâm video của em nhá.